Xin chào các bạn. Tên tôi là Grete Løken, đại sứ Na Uy tại Việt Nam. Hôm nay tôi rất vinh dự được phát biểu với khán giả truyền hình của VTV nhân kỷ niệm Ngày Hiến pháp Na Uy 17 tháng 5. Ngày Hiến pháp là ngày quốc khánh của Na Uy. Người dân Na Uy kỷ niệm ngày này để tôn vinh bản hiến pháp của chúng tôi, ra đời ngày 17 tháng 5 năm 1814. Hiến pháp Na Uy là bản hiến pháp lâu đời thứ hai trên thế giới, hiện vẫn đang được sử dụng. Thời điểm ra đời, đây là bản hiến pháp rất cấp tiến, dựa trên các nguyên tắc về quyền làm chủ của người dân, phân lập quyền lực và các quyền cá nhân. Những giá trị quan trọng này đã tạo nên sức mạnh của Na Uy ngày nay và liên tục được đề cao thông qua những nỗ lực của chúng tôi tại Liên Hợp Quốc và các diễn đàn toàn cầu và trong cả các hoạt động hợp tác chặt chẽ của chúng tôi với các đối tác song phương. Hiến pháp Na Uy chiếm một vị trí đặc biệt trong lịch sử Na Uy, đem lại vị thế độc lập cho Na Uy. Tính cởi mở, tự do trao đổi ý kiến, mọi người đều được tham gia vào quá trình ra quyết định và pháp quyền hiệu quả là nền tảng của nền dân chủ hiện đại, năng động. Ngày nay, dù có thể vẫn tồn tại khác biệt về quan điểm, thậm chí là bất đồng, tranh luận gây gắt, nhưng xã hội Na Uy đều hiểu rõ chúng tôi cần tiếp tục bảo vệ những giá trị này ở trong và ngoài nước thông qua các hoạt động quốc tế của mình, bởi những giá trị đó trao quyền cho người dân và ngăn chặn lạm dụng quyền lực. Ngày Hiến pháp là ngày hội truyền thống có tính di sản của đất nước Na Uy, là niềm tự hào của mỗi người dân Na Uy. Ngày Quốc khánh ở Na Uy không có diễu binh, biểu dương lực lượng, không có các bài thuyết trình. Chúng tôi kỷ niệm ngày này bằng các cuộc tuần hành trẻ em diễn ra trên khắp đất nước, những nụ cười hạnh phúc, tiếng kèn trống rộn ràng và các trò chơi cho trẻ em. Tất cả mọi người từ trẻ đến già, mọi sắc tộc và tôn giáo thể hiện tình yêu đất nước bằng cách vẫy lá cờ Na Uy và bằng niềm tự hào sâu thẳm được là công dân của Na Uy. Đường chúng tôi, ngày 17 tháng 5 là ngày dành cho trẻ em, một cách tôn vinh tương lai của dân tộc. Năm nay, Na Uy và Việt Nam kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Ngày 25 tháng 11 năm 1971, Na Uy là một trong những nước phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Trong hơn 50 năm qua, hai nước đã duy trì tình hữu nghị và quan hệ hợp tác bền chặt. Đại dương thực sự kết nối chúng ta. Na Uy và Việt Nam đều là những quốc gia xuất khẩu thủy sản lớn nhất thế giới. Chúng ta tự hào về quan hệ hợp tác lâu năm trong lĩnh vực hàng hải và kinh tế biển. Na Uy đã giúp Việt Nam xây dựng luật thủy sản đầu tiên. Các trường đại học của Na Uy đã và đang hợp tác cùng Đại học Nha Trang xây dựng một trung tâm học thuật mạnh và uy tín trong ngành thủy sản. Hiện chúng ta đang cùng nhau nghiên cứu phương thức thúc đẩy hơn nữa ngành thủy sản và phát triển ngành nuôi biển công nghiệp của Việt Nam. Na Uy sẵn sàng chia sẻ với Việt Nam những bài học thành công của ngành công nghiệp cá hồi nổi tiếng của chúng tôi. Giống Việt Nam, Na Uy ủng hộ mạnh mẽ một hệ thống đa phương với vai trò chủ đạo hiệu quả của Liên Hợp Quốc và một trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Tôi rất vui mừng nhận thấy cơ chế đối thoại và hợp tác giữa hai nước về một số vấn đề đa phương ngày càng trở nên chặt chẽ. Cùng là thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Na Uy và Việt Nam chia sẻ nhiều ưu tiên giống nhau trong hội đồng như phụ nữ, hòa bình, an ninh, bảo vệ dân thường, cũng như biến đổi khí hậu và an ninh. Là một đối tác đối thoại theo lĩnh vực của ASEAN, cơ chế khu vực này cũng là một kênh để Na Uy và Việt Nam cùng hợp tác trong các vấn đề cả hai cùng quan tâm. Nâng cao vai trò của phụ nữ, bình đẳng giới và sự hòa nhập của các dân tộc thiểu số và các nhóm dễ bị tổn thương đã và đang là các chủ đề xuyên suốt được ưu tiên trong chương trình nghị sự chung của chúng ta. Đoàn kết quốc tế không bỏ lại ai phía sau trở nên vô cùng quan trọng để chúng ta có thể đạt được các mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030. Na Uy có nhiều kinh nghiệm và chuyên môn trong các lĩnh vực kinh tế đại dương bền vững, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo và các giải pháp cho nền kinh tế tuần hoàn. Các công ty nổi tiếng của Na Uy đang có kế hoạch đầu tư lớn và tăng cường năng lực cho Việt Nam trong những lĩnh vực này, cùng với hơn 40 doanh nghiệp khác của Na Uy đã và đang hoạt động tại Việt Nam như Jotun, Yara. Vì vậy, việc sớm hoàn tất quá trình đàm phán hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và khối thương mại tự do châu Âu EFTA gồm các nước Na Uy, Thụy Sĩ
Liechtenstein và Iceland sẽ đem lại lợi ích cho chúng ta, nhất là trong bối cảnh COVID đã tác động nặng nề tới nền kinh tế hai nước. Hãy kỷ niệm quá khứ bằng cách hướng tới tương lai. Chúng tôi chia sẻ ước vọng của Việt Nam về hội nhập quốc tế và trở thành một đối tác quốc tế có trách nhiệm. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục là người bạn thực sự của Việt Nam. Chúng tôi sẵn sàng duy trì đối thoại và hợp tác với Việt Nam trong những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm, ủng hộ những giá trị toàn cầu và hợp tác thiện chí vì sự phát triển bền vững, không để ai bị bỏ lại ở phía sau. Leaving no one behind. Hãy cùng đánh dấu 50 năm tình bạn của chúng ta và hướng tới nhiều năm tiếp nữa. Norway and Vietnam and many years more. Hip hip hurra. Quý Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Vì Bạn Xứng Đáng. Con chết.